Rồi mình xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Hương Vị Quê Nhà Vlog. Thì thời gian vừa qua kênh của mình cũng có chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm cái món bánh bò bông xốp từ gạo xay nè. Và mình cũng nhận được rất là nhiều sự yêu thích từ các cô chú, anh chị và các bạn đã xem clip ủng hộ cho mình rất là nhiều luôn. Và một lần nữa mình xin cảm ơn cả nhà nha. Và bên cạnh đó thì mình cũng nhận được rất là nhiều tin nhắn và yêu cầu mình chia sẻ thêm cách làm cái món bánh bò bông xốp làm bằng nước cốt dừa. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Cả nhà thấy thích cách làm cái món bánh bò bông xốp làm bằng nước cốt dừa của mình á, thì hãy nhớ bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên bấm vào cái chuông kế bên để nhận thông báo khi mình có clip mới. Rồi bây giờ xin mời cả nhà hãy vào bếp để cùng làm chung với mình món bánh bò bông xốp làm từ nước cốt dừa nha. Để làm cái món bánh bò bông xốp nó được ngon hơn á thì mình chọn là gạo khô. Và ở đây thì mình có 500 g. Và bây giờ thì mình sẽ cho nước vào mình ngâm khoảng tầm 8 đến 10 tiếng. Để cho cái hạt gạo nó mềm á thì mình xay cái hạt gạo nó sẽ nhuyễn và mịn hơn. Và cứ 4 tiếng thì mình sẽ thay nước một lần. Mình thay nước thường như vậy thì cái bánh bò của mình sau khi hấp xong nó sẽ rất là trắng và rất là ngon. Và tốt nhất cả nhà ngâm gạo qua đêm á thì như vậy nó sẽ đỡ mất thời gian hơn nha. Gạo sau khi mình ngâm khoảng được 10 tiếng và mình cũng đã thay nước 2 lần rồi á, thì bây giờ cái hộp gạo nó rất là trắng luôn. Đối với cách làm cái món bánh bò bông xốp như vậy á, thì mình ngâm gạo mình sẽ thay nước thường xuyên như vậy nè, thì cái bánh bò của mình sau khi hấp lên nó rất là trắng và rất là ngon. Gạo sau khi mình ngâm xong á, thì bây giờ mình sẽ cho ra một cái rổ để cho cái gạo này nó ráo nước. Chút nữa thì mình sẽ trộn cái cơm rượu gạo vào trong cái phần gạo này, thì sau đó mình sẽ đem đi mình ủ nha. Đối với cách làm cái món bánh bò bông xốp từ gạo xay á, thì mình sẽ sử dụng là cơm rượu gạo như cả nhà. Thì cái tô cơm rượu gạo này là 300 g. Thì để làm cái tô cơm rượu gạo này á, thì mình có chuẩn bị là 300 g cơm nguội. Sau đó thì mình sẽ sử dụng thêm 4 viên men để làm cơm rượu nữa. Sau đó thì mình cài nhuyễn ra, rồi mình sẽ rắc lên cái tô cơm nguội nè. Rồi mình dùng màng thực phẩm mình đậy kín lại. Thì sau 3 ngày thì cái tô cơm rượu gạo của mình nó đã ra nước rồi nè cả nhà. Thì mình cho cả nhà xem nè, rất là nhiều nước luôn. Ở clip trước thì mình cũng có chia sẻ cho cả nhà xem cách ủ men cơm rượu gạo nè. Nếu mà cả nhà không biết thì mình có thể qua bên đó để xem lại nha. Gạo sau khi mình cho ra ngoài cái rổ thì bây giờ nó cũng đã ráo nước rồi nè. Và kế tiếp thì mình sẽ cho cái tô cơm rượu này vào luôn. Thì cái tô cơm rượu này là 300 g. Mình ủ cơm rượu quá 3 ngày 3 đêm á, thì cái phần cơm rượu nó rất là dai và nó rất là nhiều nước nữa. Sau khi mà mình cho cơm rượu vào trong gạo mà sau đó mình trộn đều lên á, và mình sẽ ủ thêm khoảng tầm 5 tiếng nữa để cho cái hạt gạo nó thấm cơm rượu, thì cái bánh bò của mình sau khi hấp lên nó sẽ rất là ngon. Sau khi mình trộn cơm rượu với gạo hòa quyện lại với nhau á, thì mình sẽ đậy nắp kín lại và mình sẽ ủ thêm khoảng 5 tiếng đồng hồ nữa nha. Sau thời gian 5 tiếng đồng hồ mình ủ gạo với cơm rượu chung lại với nhau á, thì bây giờ cái hạt gạo nó rút nước cơm rượu á, nó rất là thơm và nó làm cho cái hạt gạo nó nhừ nữa. Chút nữa mình xay nó sẽ rất là mịn luôn. Và kế tiếp thì mình sẽ cho vào trong gạo thêm là 350 g đường cát nha. Và mình sẽ cho thêm vào là 300 ml nước lọc. Và mình sẽ cho thêm vào một muỗng cà phê muối nữa để cho cái bánh bò của mình nó thêm đậm đà hơn. Rồi sau đó mình sẽ trộn lại một lần nữa, rồi bắt đầu mình sẽ đem đi xay bột nha. Đối với cái món bánh bò bông xốp á,
thì mình có thể xay bột bằng cối đá. Hoặc là nếu mà cả nhà không có cối đá thì mình đem bột này nè đến những cái chỗ mà người ta xay bột á, rồi mình nhờ người ta xay. Và mình nói người ta xay 2 lần để cho cái bột này nó thật là nhuyễn mịn. Để làm cái bánh bò bông xốp được ngon hơn thì bột càng mịn thì cái bánh của mình nó càng ngon nha cả nhà. Và để cho cái bánh bò bông xốp của mình nó được ngon hơn á, thì mình có chuẩn bị thêm là 50g bột gạo mịn và 50g bột năng. Thì chút nữa mình sẽ cho vào trong bột luôn. Mình cho thêm cái phần bột năng như vậy thì nó sẽ làm cho cái bánh mình nó có độ dai ngon hơn. Ở nhà của mình thì có cái cối xay bột, cho nên hôm nay mình sẽ xay 4 lần để cho cái bột nó thật là mịn, thì chấm đũa cái bánh của mình nó sẽ được ngon hơn. Bột gạo sau khi mình xay đi xay lại khoảng 4 lần á, thì bây giờ cái phần bột này nó rất là nhuyễn mịn luôn. Và mình sẽ đậy kín lại khoảng 10 tiếng đồng hồ nữa để cho cái bột nó nổi gấp đôi. Sau 10 tiếng đồng hồ thì mình sẽ dỡ nắp ra cho cả nhà cùng xem nha. Bột sau khi mình ủ khoảng được 10 tiếng á, thì bây giờ cái bột này nè nó nổi lên rất là nhiều và rất là cao luôn. Mình dùng cái giá mình múc cái phần bột này nè, nó xốp và nó nhẹ bông như là bông gòn luôn cả nhà. Đó, bột rất là trắng nữa, nhìn rất là thích luôn. Và kế tiếp thì mình sẽ cho vào trong bột là 170ml nước cốt dừa nè. Thì nước cốt dừa này mình vắt nó rất là đậm đặc, cho nên khi mình cho vào trong bột á thì nó làm cho cái bánh bò của mình nó rất là mềm mại, thơm và rất là béo luôn. Sau khi mình cho nước cốt dừa vào, sau đó mình sẽ trộn lên một lần nữa, rồi mình sẽ bắt đầu mình đi hấp bánh nha. Bây giờ cái bột này nó rất là nhẹ bông luôn á cả nhà. Và bây giờ thì mình sẽ cho bột vào trong ly rồi hấp bánh nha. Thì lúc nãy mình có hấp mấy cái ly này khoảng 10 phút rồi. Và mình cũng quét thêm một lớp dầu ăn nữa để chút nữa mình lấy bánh cho nó dễ hơn. Thì đối với cái món bánh bò bông xốp này á, thì mình phải hấp với lửa lớn. Và mình hấp trong vòng 30 phút nha cả nhà. Bánh bò sau khi mình hấp khoảng được 30 phút á, thì bây giờ bánh cũng đã chín rồi nè cả nhà. Bánh nó nở rất là cao luôn. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra cho cả nhà xem một cái bánh nha. Đây cả nhà xem nè, nó nổi lên cao qua khỏi cái ly luôn. Bánh cực kỳ trắng nữa. Thì bây giờ cái bánh nó còn rất là nóng, mình sẽ lấy ra để nguội, rồi chút nữa mình sẽ lấy cái bánh ra cho cả nhà cùng xem cho nó dễ nha. Thank you.
Bánh bò nãy giờ mình để nó cũng đã nguội rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ lấy ra cho cả nhà cùng xem. Cả nhà xem là bánh nó nguội như vậy thì nó tróc lóc rồi, mình lấy rất là dễ luôn. Mình chỉ cần lắc lắc nhẹ ra là nó là cái bánh bò nó ra. Wow, cả nhà xem nè. Bánh rất là ngon luôn. Rất là mềm mại nữa. Rồi thì bây giờ mình lại tiếp tục lấy cái bánh nữa nha. Và bây giờ thì mình sẽ xé cho cả nhà xem bên trong cái độ xốp của bánh bò nè. Bánh rất là thơm ngon luôn. Mình xé cái cảm giác nó bánh rất là mềm mại nữa. Này cả nhà xem nè, cái độ xốp của bánh nè. Rất là ngon luôn á. Bánh thì rất là mềm mại, thơm nước cốt dừa. Cách làm cái món bánh bò bông xốp này thì nó hơi lâu một chút. Nhưng mà khi mà làm ra cái bánh bò nó rất là ngon luôn á cả nhà. Nó nở to mà nó xốp phồng rất là ngon. Nó mềm mại lắm luôn á. Bây giờ thì mình lại tiếp tục xé thêm một cái nữa cho cả nhà xem. Món bánh bò bông xốp là một cái món bánh ngon của người dân miền Tây mình nè. Ăn bánh bò thì phải có nước cốt với mè rang, nó sẽ rất là thơm ngon luôn. Thì mình sẽ cắt bánh bò xong, sau đó mình sẽ chan nước cốt dừa và mình sẽ cho lên một ít mè rang nữa để cho cái dĩa bánh của mình nó được ngon hơn. Hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm cái món bánh bò bông xốp nước cốt dừa. Bánh thì rất là mềm mại, thơm ngon và rất là bông xốp. Hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm cái món bánh bò bông xốp nước cốt dừa. Và cách làm này nó cũng rất là đơn giản và dễ làm. Cho nên cả nhà thấy thích cách làm cái món bánh bò bông xốp của mình thì hãy nhớ bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên bấm vào cái chuông kế bên để nhận thông báo khi mình có clip mới nha.
Rồi bây giờ mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Và mình chúc cho cả nhà thật là nhiều sức khỏe trong mùa dịch này nha. Rồi mình xin chào cả nhà.